Có một người đã nói với tôi rằng nếu như bạn đánh cách như thế này, bạn sẽ rất nhanh tiến bộ bởi vì bạn biết rằng bạn yếu điểm gì. Còn nếu như bạn cứ đánh mà thủ hòa thì không có giao tranh nhiều, bạn không biết là mình yếu điểm gì. Nhưng đó chỉ là trong luyện tập mà thôi. Còn ở trong những trận đấu căng thẳng và chuyên nghiệp như thế này thì điều quan trọng nhất là phải giữ được thế trận, không bị để quá xa. Đúng. Còn quay sang Bicoro và Trung thì tôi cũng nhận định rằng đây là hai người chơi có cái độ máu lửa là không kém gì đâu nhá. Đặc biệt là Bicoro, hãy cứ nhìn cách anh ta cầm cocky mà đâm thẳng vào giao tranh ấy thì biết là anh ta không phải là một tay vừa. Anh ta là một người thích đánh công chứ không thích đánh theo kiểu là thủ hòa và farm hòa giống như những xạ thủ ở khu vực Trung Quốc. Vậy thì cái chìa khóa chiến thắng đường ở đây trong cái kèo kỹ năng này nó nằm ở việc hai người chơi hỗ trợ và xạ thủ kết hợp với nhau. Bên nào làm tốt hơn thì bên sẽ chiến thắng. Với Nami với Brum thì chúng ta là khả năng đánh nhau rất là ít rồi. Sẽ phải chờ cấp độ 6 đến từ hai xạ thủ thôi, và khoảng thời gian đó là khoảng thời gian cả hai sẽ cùng nhau thi farm. Mấu chốt ở đây có lẽ là vấn đề xem bên nào farm được tốt hơn thôi. Nói về đánh nhau nhá thì chắc chắn là tôi thích cả Ash cùng với cả Brum hơn. Khi mà Brum có được những chiêu quy chính xác thì kết hợp như đã nói thì chất tướng này là chất tướng mà Bicoro và Trung được quyền chơi theo kiểu là chớp nhoáng như vậy. Có vẻ như chiếc giày mà Minas lên không giúp cho anh ta nhiều việc. Khả năng né chiêu và đó là cú đẩy về cực kỳ ổn của Warzone. Luân chắc chắn nằm và đó là chiến công đầu cho Warzone. Cam giữa, cam mid quay lại hai lần liền với cái bù đỏ dưới chân. Thậm chí là Heaven bất chấp cái việc là mình sẽ dọn dẹp những cái bãi lính ở trong rừng bị chậm hơn đối phương. Nhưng khi có được chiến công đầu này thì anh ta không những là có được lính trong rừng mà anh ta ăn lính của rừng đối phương luôn. Và phía bên kia thì Lee Sin cũng đang có động thái ra đường giữa. Anh ta đứng trong bụi, bây giờ di chuyển ra tôi nghĩ là cũng không có nhiều tác dụng để có thể tấn công vào người của Warzone được. Nhất là sau lưng Warzone vẫn còn đó là Heaven đang ở gần. Heaven sau khi là người được an toàn, Heaven gặp Venus. Venus lao vào đánh thẳng mặt luôn, không phải ngại. Nhưng sát thương của Heaven là quá nhiều, Venus phải bỏ chạy, may mà Luân tới. Và Heaven mới lui, không thì nhiều khả năng Venus sẽ bắt truy cố tốc biến. Thực ra thì Venus đánh theo cái kiểu thua một cấp độ là vì biết là đồng đội của mình sẽ đến trước thì anh ta mới đánh kiểu như vậy. Chứ không có một người đi rừng nào thua một cấp độ mà dám đánh nhau với đối phương, mà lại là để đối phương đánh cùng một lúc nhá. Tức là cả hai bên cùng nhìn thấy nhau rồi mới đánh, chứ không phải là Lee Sin được sút sóng âm trước. Rồi, và vẫn là những lợi thế nhỏ nhỏ dành cho FFQ, 400 vàng đúng bằng cái chỉ số hạng cục chiến công đầu tiên luôn. Đang là pha di chuyển của Heaven cũng như ba đạo béo vào khu vực bãi sói của đối phương. Còn Nevan thì anh ta tấn công kinh dây phải bật chiêu cuối. Kinh dây đấm ngược Nevan ra. Và Nevan vẫn còn thứ để theo đuổi, đó là chiêu cuối xúc phong của mình. Anh ta đang trong tầm trụ đối phương và đó là điểm vào gục của Nevan anh chăm đây. Đúng như vậy, anh ta tốc biến và câu được cái dịch chuyển của Warzone. Trong khoảnh khắc đó tôi cảm giác rằng Neva đang ước gì cái con thần lằn của mình chết đi mà nó bỏ chạy đi để anh ta có được dạng súng. Đó, và anh ta xuống đất, anh ta có dạng súng, anh ta bắn giật nhẹ về kết hợp với tốc biến và đã tiêu diệt được cái chỉ số thứ hai của trận đấu này và tốc biến thoát ra khỏi tầm trụ một cách thành công. Tướng kiểm soát đường dưới của FQ đang tạm thời là khá tốt, họ đang có hai đấy là không thành công. Nhưng gặp này, Venus ở đây. Cự ly này là cự ly sút ngược được và Heaven bị sút ngược trở về đó. Như đã nói thì đã có Luân đứng bên kia đón. Cái hướng di chuyển phải nói thật là Heaven di chuyển quá dễ đoán. Anh ta phá mắt, anh ta lại chạy đúng cái con đường đấy. Còn trước đó thì hình như Warzone chưa nhìn thấy Lee Sin đi vào rừng, nhưng cũng phải một phần nào đoán rằng những cái bất trắc sẽ chờ mình ở trong bụi cỏ đó chứ. Và tại sao anh ta đi vào khi như kiểu chỗ không người vậy? Có thể hiểu như thế này đến từ Heaven, tức là anh ta xuống đường dưới, anh ta bị lộ tầm nhìn. Thì theo cái suy luận thông thường thì rừng đối phương thấy mình lộ tầm chưa có lính đẩy vào. Xung phong đâu, chắc chắn con lính này nằm xuống, lính ùa và bắt đầu sẽ có xung phong. Kết hợp sóng thần hất tung được cả hai người lên, nhưng Minas lại bị hất tung bởi thủy ngục nên nó lâu hơn nhiều. Bao đội béo tốc biến đi, Nevan đang chờ con thằn lằn chết để anh ta nhảy xuống đất. Và anh ta đã nhảy xuống đất rồi, cái trụ chuyển hướng bắn và nó bắn sang lính rồi. Nevan sẽ sống sót với việc là anh ta đứng ở dưới đất. Warzone và Heaven có mặt cũng khá. Ash không còn chiêu cuối mà Ash đang đi bộ ra. Venus sẽ đâm vào, sút ngược Heaven lại khá tốt. Heaven tốc biến đi, vẫn ăn chói bởi nét vẽ chết chóc có kiệt sức. Quá hay, đội hình của YG chơi cực kỳ kiên dính. Nói một cách khác là FFQ không hề tính toán gì đến cái việc đối phương còn chiêu gì hay hết chiêu gì, mà họ chỉ mù quáng, cố gắng phòng thủ những cái nơi mà họ không thể phòng thủ. Rõ ràng Heaven một bước di chuyển sai lầm của anh ta thôi đã dẫn tới một kết quả vô cùng bi thảm cho FFQ. Hay chính xác hơn, Venus và Luân phối hợp tốt ở đường giữa và dẫn tới quá nhiều thứ lợi thế dành cho họ ở thời điểm hiện tại. Đường trên lại sau ba điểm hạ gục, một trụ đầu là con rồng lửa, kinh dây tốc biến có tốc biến theo đến từ Nevan nhưng anh ta không còn xung phong. Nevan lại lưỡng lự rồi, tốc biến trước đối phương đi, có phải là anh ta ăn chặt cái mạng đấy không? Bởi vì khi bạn tốc biến, cái bẫy gầu đấy nó sẽ tiến gần đến người của Nevan hơn, và khi đối phương có tốc biến đi thì sợi dây nó không đứt được. Đúng. Và khi sợi dây không đứt được, nó hết hạn sử dụng thì nó sẽ kéo đối phương về gần anh ta hơn một chút và đối phương chắc chắn sẽ nằm. Trang bị đầu tiên mà Nevan lên đó sẽ là cái rìu đen và thôi rồi.
kèo này tôi nghĩ rằng Nevan thắng chắc rồi. Quăng sáu quả cầu vào mặt của ai đó đang bị bắt lại, nó là một điều mà tôi không hoàn toàn có thể nhìn ra cái kịch bản của YG đang muốn. Warzone đây này, đây đây, sân khấu bục tỷ đồ là đủ tốc biến để né đại băng tiễn, chuẩn chuẩn kèo. Vừa nói về mồm xong mở bằng rất nhiều cách thì như rằng sân khấu được dựng lên là có người phải nằm xuống. Đó là một pha đi kiểm soát của ba đại béo, nhưng trên đường thì gặp địch và đó là Luân kết hợp với Bicoro. Bicoro bây giờ hết năng lượng rồi, tức là bây giờ YG muốn giao tranh thì cũng khó nữa. Nhưng bù lại Warzone của đối phương cũng đã hết. Warzone chưa về nhà, anh ta vẫn đang cố gắng phòng ngự. Ash mới về nhà, hoàn thành thêm của đồng đội. Đó là trụ một đường trên đại băng tiễn. Chúng rồi, có vẻ chúng. Không, chúng cứ tưởng rằng Luân rất là nạn nhân nếu như mà cái tốc độ di chuyển của Luân nó vẫn cứ đều như vậy, đi thẳng về. Nhưng mà cứ cho là chúng đi thì tôi nghĩ rằng là không có một thành viên nào FFQ có thể bấu được vào người Luân trong cái tình huống vừa rồi. Đúng. Một điều khá bất ngờ trong kèo đấu đường giữa này, cả hai pháp sư đều không lên cho mình trong trạng phép, mà chú ý là trang bị gây tấn công. King Jay bị bấu lại bởi Nevan đằng sau. Nevan đó là Venus, chưa thấy xung phong. Cái phần đất, cái diện tích đất, lãnh thổ mà FFQ đang giữ lại được, tôi nghĩ rằng ngày càng bị eo hẹp đi. Hãy nhìn vào lượng mắt màu đỏ, tức là cả mắt. Đây rồi, Venus rút ngược qua zone, về qua zone sẽ nằm trong tình huống này. Trước khi chết, anh ta kịp quăng lại một chiêu cuối và gỡ được mạng của Lee Sin. Đó, chúng ta đang giang dở về cái câu chuyện về đất đai. Ngay lập tức có một tình huống giao tranh nhỏ lẻ nổ ra. Nhưng mặc dù là trao đổi về điểm ở cuộc hòa, nhưng tôi tin chắc YG vẫn lời hơn. Nhưng trước đấy đã có một lượng sát thương nào rồi và nên không thể nào đỡ được, vẫn bị hất tung lên. Heaven bị tấn công bởi Nevan, anh ta nằm ngay lập tức. Cả ba đội béo cũng vậy, vì dùng tốc biến để lấy điểm hạ gục bắn súng của Venus nên ba đội béo có giá quá đắt. Nevan bắn súng ngược trở ra và tẩu thoát rất đơn giản. King Jay không vào tầm để trói Quy, nếu như anh ta trói được Nevan trong trụ thì Nevan đã phải lên bảng đếm số rồi. Áp đảo rồi, áp đảo quá rồi, như thế là áp đảo quá rồi. Còn nói về cái việc mà một đội một trước đó ấy, chắc chắn là FFQ lỗ hơn, bởi vì không còn cái người có chiêu thức để đép trụ nữa. Và vô hình chung YG chỉ được ăn trụ đầu tiên bằng vài cái động tác cơ bản thôi. Và thêm yếu tố nữa, tức là hai thành viên bị mất tốc biến sau pha hạ gục được Venus đấy thì đều lên bảng điểm số ngay sau đấy. Đúng rồi, tức là những cú tốc biến bị mất đi là vô cùng đáng tiếc, đặc biệt là ba đội béo, anh ta tốc biến để lấy điểm hạ gục của Venus, nhưng không còn hơn là cái việc là cố gắng đẩy đường ở một khu vực nào. Tất nhiên đây, muôn vàn cách mở giao tranh thì cách này là phổ biến nhất và cơ bản nhất. Ba viên đều trúng rồi. Heaven bốc hơi, anh ta không có một khả năng kháng cự nào trong 6 quả cầu được văng vào mặt mình như vừa rồi. 1-1-0, đó là 2-1 khi có thêm cặp ROM bên bảng điểm số. Double kill sẽ là 3-1 rồi, quả bom đó không nhiều sát thương lắm. 4-1, mà hình như cũng chả biết là có đổi 1 hay không nhỉ. Có ai phải lên bảng điểm số đó không, với ai? 4-0. 4-0 chính xác hơn là 4 và mất đi con Baron nữa. Vậy là nhiều hơn 4 rồi, quá nhiều, thậm chí hơn cả rất sạch. Và phải nói Venus đánh như trên trận này, những pha mở giao tranh của Isaac hay những pha bắt thành viên đối phương của Isaac là cực kỳ tốt, đạt độ chuẩn chỉ tối đa. Tôi sẽ cho tầm 95%. Ừ, nhưng tại sao lại cứ phải bắt buộc phải đánh ở quay là gì đúng không nhỉ? Mà đánh Lee Sin tốt thế này thì cứ mạnh dạn là cứ pick Lee Sin rồi là luyện thêm Kha'Zix cho nó hợp meta đi, thì hạn chế đánh Gray thôi. Tất nhiên là bây giờ các bạn cứ hình dung ý, một trận đấu có 10 lý do chẳng hạn nhé. Một con tướng như thế nào là hợp meta, một con tướng đáp ứng được cả 10 lý do đấy thì nó là hợp meta. Có những con không đáp ứng được cả 10 nhưng vẫn được chọn là vì sao? Bởi vì nó xuất hiện trong đúng một vài cái trường hợp mà con đấy nó cần thôi. Đúng. Hai cái lý do thôi mà trong những cái hoàn cảnh đấy thì con tướng đó đáp ứng được hai lý do có thể chọn. Đó chính là Gray trong tay Venus. Và tôi nghĩ là lý do nó sâu xa là gì? Venus quen tay nhất thì Venus đánh thôi, chứ chả phải là hai lý do hay là 10 lý do nữa. Tóm lại mình thích thì mình chơi thôi. Đúng, mình thích thì mình chơi thôi. Chứ gì phải theo meta cả. Như vậy là đã có dòng tiếp theo dành cho YG. Với bộ loại Baron để xem YG sẽ làm được gì. Trước hết họ sẽ phải lấy đi chủ hai lần trên. Và tôi tin chắc rằng Nevan sẽ làm điều đó cách nhanh chóng mà thôi. Những thành viên còn lại, đặc biệt là Luân bây giờ không có đối thủ, anh ta có thể đẩy lẻ một mình và ba thành viên còn lại đi cùng nhau. Không ai có thể nhìn thấy mặt Luân mà có cái kiểu mà lao thẳng vào solo để xem ai là người chiến thắng được. Bất kể người nào gặp Luân bây giờ đều gặp cực kỳ khó khăn. Mạng Venus sai lầm rồi, anh ta trúng đại bằng tiễn. Thực ra thì cái số lần sai lầm của Venus với cả Heaven nó không hề chênh nhau đâu nhá. Nhiều khi tôi cảm giác rằng Venus còn sai lầm nhiều hơn, nhưng luôn có ai đó đến để sửa sai vì out đồ quá rồi. Thứ 25 mà đến 10.000 tiền thì out đồ quá rồi. Và vừa rồi thì Luân đã giúp cho Venus trả thù được. Bây giờ Nevan lấy được cái trụ 2 đường trên nữa. Một cuộc bảy mà không cần người đi rừng kiểm trợ, đó là YG. Họ đang có 3 người ở đây. Đối phương cũng như vậy, đó là Thủy Ngục. Ba đội béo bị tấn công và anh ta dính nét vẽ trên trong. Đại Hồng Thủy được dùng và Luân có địa vào cục thứ 8. Sân khấu từ thần vang lên. May mà Heaven đỡ. Như vậy lại là không tương tác tốt.
bởi vì đỡ được rồi vẫn còn tốc biến. Tức là không tin vào nhau. Không thể. Minat vẫn bị rén quá, lại xin phép được dùng một cái từ dạng là đấy tôi hay dùng là chim giận cành cong. Tức là anh ta đã ở thế yếu hơn rồi và anh ta rất lo lắng tỷ lệ nào đó mình phải lên màn hình tốt, anh ta buộc phải dùng tất cả những thứ mình đang có để kiểm soát. Sẽ là một đường dành cho YG hay chẳng đây. Zeke đã ra rồi. Ua, Devan đục hết trụ này đến chỗ khác. Như là chỗ không người vậy, anh ta đã bị tấn công khá dữ dội, anh ta chạy được. Không bị hất văng về bởi cái bọc thuốc nổ đó của Zeke. Tạm thời trận đấu sẽ phải chậm lại một chút. Venus ta di chuyển và đã có mặt cùng với những người đồng đội của mình. Đường dưới YG sắp lấy được một đường của đối phương rồi. Quét tan kẻ yếu không chóa được Minas, không Minas là phải lên bảng chắc. Nếu như cách nhau khoảng tầm 2-3k tiền thế trận đẩy như này có dịch thì vẫn hoàn toàn đẹp được. Nhưng bây giờ là ao quá nhiều tiền, cộng thêm bù lại 3 lần nữa, phải tốn cực kỳ nhiều những quả bom kia thì những con lính to đùng đó mới bị hạ gục đi được. Đường trên không ai phòng thủ được Khaled. Và nói một cách chính xác hơn là Maokai đang phải tập trung sự phân tán của mình ra cả đường giữa nữa, chứ không thể nào mà có thể càng đáng được hết cả hai đường. Khó, nói chung là tầm này thì cứ từ từ mưa dầm thấm lâu mà thôi. Đấy, Maokai để hồng từ trên rồi và đánh nhau mà không có trụ mang cái gì là thua. Bicoro bom né được rồi, Bicoro tốc tiến ra khỏi vùng bom và anh ta không ăn chiêu cuối của Warzone. Tele dịch chuyển này thì không nhiều ý nghĩa lắm đâu. Dây chuyền chúng tôi được bật rồi, trong khi đó Klett đang đục nhà của FFQ. Kinh dây không bấu vào được ai và anh ta cú dịch chuyển này là quá tệ. Sân khấu tử thần ngăn cản FFQ lùi về hai lần rồi. Kinh dây đều gặp tình huống là gặp được con mồi nhưng không thể trói được. Và đó, cách mở giao tranh cơ bản một lần nữa đem về một chỉ số A gục. Ôi, bẫy gấu trượt, nó trúng thì có phải là có thêm chỉ số A gục dành cho Nevan hay không? Thôi sao rồi, trận đấu có vẻ như kết thúc ở thời điểm hiện tại khi mà FFQ Leia cũng đuổi chơi nhưng không quan trọng nữa. Lính không đợi và những cái khắc thiêu